Giới thiệu mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lột lưỡi chim dòng chim biết nói nhé. Rất đơn giản, chỉ bằng một miếng chanh. Miếng chanh nhỏ lưỡi nó. Giấm chua nhé. Thật nhỏ lưỡi. Nhỏ khoảng nửa phút này. Đó. Mùa chanh của nó tác dụng là nó sẽ bóc bóc lưỡi và sẽ bóc bóc này bóc lưỡi lột lưỡi nha. Nhìn mình thấy không? Đó. Lột phần dưới này, đây lột này, cực dạng này, ẩu đó, ẩu cặp đó, nhành nhành ượn cần nắm mặt chân lắm, con này hơi khó bắt. Đó mọi người, ai cần chim biết nói, dòng chim biết nói, 0983 272883 nhé. Quá, đã lột xong này. Đã lột xong nhé, đơn giản luôn, thành công. Ok, một thời gian ngắn nữa là tôi nói luôn. Ok mọi người nha. Ồ, mấy cặp đầu. Ồ, đau rồi. Bỏ vào lòng. Ok. Rồi, nhà có nhu cầu liên hệ nha.